Những đĩa nhạc của họ bán được hàng triệu bản. Mỗi cô gái đều muốn được như họ. Mọi chàng trai đều muốn gặp gỡ họ. Họ là Mia, Kylie và Lily, ba cô gái thuộc nhóm nhạc Backstreet. Nhưng không ai biết rằng, đằng sau dáng vẻ xinh đẹp và giọng hát ngọt ngào kia, họ lại là những điệp viên bí mật với nhiệm vụ ngăn chặn những âm mưu đen tối của Baron, ông chủ của một tập đoàn tội phạm. Hãy cùng dõi theo hành trình phiêu lưu của ba cô gái điệp viên trong bộ phim Tam Ca Siêu Đẳng.